Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ Mỹ, đó là chiếc xe Ford Escape. Đây là chiếc xe Ford Escape phiên bản XLS. Đây là chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe đã chạy được hơn 7 vạn km rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết của chiếc xe này. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe đến từ thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, đó là chiếc xe Ford Escape. Đây là chiếc xe được Ford Escape phiên bản XLS ạ. Chiếc xe này được sản xuất năm 2012 và đã đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký năm 2012 luôn ạ. Và đã chạy được hơn 7 vạn km rồi. Chiếc xe này còn rất là đẹp, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Tất cả từ ngoại thất cho đến nội thất còn rất là đẹp, và tất cả còn lại là nguyên bản hết, là từ cái nội thất này là còn rất là nguyên bản, ghế nỉ đấy ạ. Chủ xe rất là giữ gìn cho nên là rất là đẹp, và màu đỏ đô rất là đẹp ạ. Đang có rất nhiều xe Ford Escape từ đời 12, 13. 12 thì có cả màu vàng, màu đỏ, màu đen. Có cả 13 cũng là màu đen nữa. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Ford Escape thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem mấy chiếc xe Ford Escape. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có đến 3 chiếc xe Ford Escape và đời 12, 13. Chiếc xe mà chúng tôi đang quay trên đây là chiếc xe được sản xuất năm 2012 và là cái bản XLS, là cái bản số tự động đấy ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Đây là tôi quay tổng thể về cái ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem trước đây ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Màu đỏ đô thì rất là đẹp đấy ạ. Nếu như quý vị và các bạn mà hợp mệnh thì là cái xe đi cái xe này thì rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là mới, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Từ chi tiết nhỏ nhất những cái đèn, rồi thì cái xi nhan, từ những cái chữ logo, tất cả còn đang rất là mới. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi, cụ thể là 369 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì mời quý vị và bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem xe. Đây là cái đèn pha của chiếc xe đây, quý vị và các bạn xem biết đèn pha này rất là mới. Đèn pha còn sáng rất là mới đấy, trắng tinh. Mặc dù chúng tôi cũng chưa phải đánh bóng hay là chưa phải làm gì đâu, tất cả nguyên vẹn này chúng tôi cũng chỉ mới rửa cái xe này đi và để quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem đấy. Đèn pha rất là mới. Chiếc xe được sản xuất năm 2012 mà còn mới như thế này ạ. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp đến cái gương chiếu hậu này rồi. Và xi nhan này cũng còn đang rất là mới và sáng đây ạ. Từ những cái chi tiết nhỏ nhất, từ những cái con chữ hay là cái logo cũng đang rất là mới ạ. Và đây là cái phiên bản Escape 2.3. 2.3 lít thì là rất tiết kiệm nhiên liệu thôi, không giống như động cơ 3.0. Đây là toàn bộ về cái phần ba đời sốc trước của xe, còn rất là đẹp ạ, và đều chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả, cho nên là tất cả các khe hở này cũng đang rất là đều, và cái ba đời sốc sau cũng như vậy ạ. Toàn bộ cái phần ba đời sốc sau và ba đời sốc trước cũng chưa có sự đâm đụng hay va chạm gì cả, cho nên là tất cả các khe hở còn đang rất là đều nguyên bản của nhà sản xuất, cho nên là chiếc xe này rất là đẹp ạ. La răng cũng còn nguyên bản và la răng rất là đẹp ạ. Và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã mới thay rồi. Nếu như quý vị và các bạn mua về thì cũng không phải thay cái lốp, mà cái lốp này thì còn rất là dày đấy ạ. Và nếu như quý vị và các bạn có đi cái lốp này thì cũng còn đi được đến 4-5 vạn nữa thì mới phải thay. La răng thì rất là sáng bóng, sạch sẽ, đẹp. Cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn đẹp đấy ạ. Đẹp từng chi tiết, từ đến những cái logo. Logo cũng còn rất là đẹp và đều. Logo này, chữ này,
rất là đẹp. Nếu như có một chi tiết nào đó nó mới, ví dụ như là cái chi tiết đèn nó mới chẳng hạn, thì quý vị và các bạn có thể nói là đây là đã thay rồi, nhưng mà đây nó đẹp về tổng thể, tất cả từ cái logo, chi tiết toàn bộ về cái chi tiết bên ngoài của chiếc xe nó còn đều mới đều như thế này thì là không thể nói lên là thay được ạ. Chẳng nhẽ là chúng tôi đã thay hết tất cả về các chi tiết của xe này, thay hết toàn bộ bộ phận ạ. Đây là cái cụm đèn hậu của xe, đây quý vị và các bạn cùng xem ạ, nó cũng giống như là cái cụm đèn pha, đều rất là mới và đẹp ạ. Nếu như nó có một đèn mà mới thì là chắc chắn nó là thay rồi, nhưng mà đây là tất cả nó mới đều, mới toàn bộ về đèn, về chữ, về logo, tất cả các chi tiết, cho nên là không thể nói là cái bộ phận này thay được ạ. Chiếc xe nó còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần gương chiếu hậu của chiếc xe, chủ xe cũng đã lắp thêm cái gương cầu này để lùi cho nó soi rõ được cả cái lốp của xe đây ạ. Sau đây tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Từ cái táp bi cửa cho quý vị các bạn cùng xem đây, tất cả nó còn nguyên bản từ cái táp bi bọc nỉ đây ạ. Tất cả bọc nỉ và nó còn rất là mới ạ. Cụm lên xuống kính chỉnh điện hết đây ạ. Và tất cả nó còn rất là mới và nỉ nguyên bản của xe. Những chiếc xe từ năm 2012 đến bây giờ thì cũng đã được 7 năm rồi. Nếu như mà giữ được nỉ mà nó lại còn nguyên bản mà sạch sẽ như thế này thì là không phải là nhiều đâu ạ. Trên thị trường không có nhiều chiếc xe mà nó còn đẹp được như thế này đâu quý vị và các bạn ạ. Chủ xe đi phải rất là giữ gìn thì nó mới còn được đẹp như thế này ạ. Đây là cái ghế nỉ này, chúng tôi là cũng chưa phải làm cái gì cả mà nó còn căng như thế này. Thì là tất cả là cái phần nội thất của xe này nó còn cực là đẹp đấy ạ. Rất là ít xe cùng đời mà nó còn đẹp được như thế này đấy. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái. Rất là đẹp và đều xe đấy. Cả các chi tiết còn đang rất mới và đều. Phần nỉ này cũng rất là sạch sẽ. Đấy, tất cả về cái phần ghế này. Ghế là ghế nỉ nguyên bản ấy. Nhiều xe bây giờ đã bọc ghế da. Nhiều khi chúng tôi mua chiếc xe này về, chúng tôi nếu như xấu quá thì bắt buộc chúng tôi cũng phải bọc lại ghế da. Mặc dù chúng tôi bọc ghế giả da thì nó cũng rất là ít tiền thôi, chỉ hơn 2 triệu thì chúng tôi có thể bọc được toàn bộ cái phần ghế giả da cho chiếc xe này. Nhưng mà chiếc xe này nó còn nguyên bản và cái ghế nỉ nó còn đẹp quá nên chúng tôi không bọc làm gì cả. Để cho quý vị các bạn cùng thấy là nó đẹp đều ạ. Đây là cái trần của xe. Trần của xe tất cả nó còn đang rất là mới và sạch sẽ như thế này. Và đều như thế này thì là cái xe mà 2012 thì là còn rất ít xe nó đẹp như thế này đấy. Quý vị và các bạn, tôi cam kết là quý vị và các bạn đến xem xe thì thấy là tất cả nó còn là rất là đẹp ạ. Tôi đảm bảo với quý vị và các bạn đến xem xe là ưng ngay. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 369 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe thì qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Tất cả về cái phần trần nó còn đẹp như thế này. Tôi quay xa cho quý vị và bạn cùng xem để thấy được là cái phần trần nó đẹp và mới như thế này. Thì là chiếc xe này rất là đều ạ. Rất là đẹp và đều ạ. Tất cả các chi tiết đều đẹp. Nếu như nó cũ, chúng tôi cũng không thể làm nó mới được như thế này đâu ạ. Quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Và quý vị và các bạn quan tâm thì hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Hiện tại ở cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều chiếc xe Ford Escape, cụ thể là đang có chiếc xe này sản xuất năm 2012 màu đỏ và có một chiếc nữa là sản xuất năm 2012 màu vàng thì chúng tôi còn chưa kịp quay đưa lên đây thôi. Và có một chiếc xe 2013 là màu đen. Quý vị và các bạn có thời gian thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem mấy chiếc xe Ford Escape nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu thì là. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu thì đến cửa hàng chúng tôi thì quý vị và các bạn được xem mấy chiếc xe liền. Và đảm bảo với quý vị và các bạn xem thì quý vị và các bạn chỉ có ưng ngay thôi ạ. Vì những chiếc xe này chúng tôi mua về đều có sự lựa chọn, đều có sự tuyển chọn cho nên là rất là đẹp ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía trước bên phụ. Tất cả cũng đang còn rất là mới và đẹp đấy.
chủ xe phải nói đi rất là giữ gìn thì chiếc xe nó mới được đẹp như thế này. Chiếc xe mới chạy hơn 7 vạn km thôi, cho nên là nó còn rất đẹp. Và chiếc xe này là đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chiếc xe được sử dụng ở tại Hà Nội này, cho nên là đi nó cũng giữ gìn, cho nên đẹp toàn bộ về xe, đẹp tổng thể từ bên trong nội thất và ngoại thất, kể cả về gầm của xe cũng còn rất là đẹp ạ. Từ vô lăng, cần số, tất cả các chi tiết còn rất là nguyên bản và đẹp ạ. Đây là cái phần táp lô của xe, tôi quay về cái phần táp lô của xe cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe đây ạ. Tôi quay sát vào cho quý vị và các bạn cùng xem, đồng hồ của chiếc xe này đang chạy là hơn 7 vạn km rồi ạ. Cụ thể là 7 vạn 6 km rồi ạ. Và tất cả vô lăng, cần số nó còn đang rất là mới và đẹp như thế này ạ. Đẹp đều, tất cả các chi tiết đều đẹp chứ không phải là một bộ phận nào đó. Nếu như một bộ phận nào đó mà nó đẹp tự nhiên thì nó đẹp bất thường thì đấy là do làm lại, nhưng đây là chiếc xe này là đẹp tự nhiên, cho nên là nó đẹp và đẹp đều, tất cả các chi tiết đều đẹp. Và cái vô lăng này nếu như làm lại thì là nó không còn được như thế này nhá. Vô lăng này là vô lăng nguyên bản và không phải là vô lăng khâu da, cho nên là không làm lại được. Nếu làm lại là sẽ thành khâu da, chứ vô lăng của riêng vô lăng của Escape thì là nó nguyên bản như thế này rồi. Đây là chiếc cần số cũng vậy. Cần số không phải là cần số khâu da đâu nhé. Nếu bây giờ mà khâu da thì là cái cần số nó nát rồi, cho nên phải làm lại. Đây là tất cả còn nguyên bản ấy. Và đây là cụm điều hòa của xe. Chiếc xe này đã được trang bị một chiếc đầu DVD và màn hình đấy ạ. Màn hình tích hợp với cả camera lùi. Và cái màn hình này là màn hình DVD, đầu DVD. Tất cả các chi tiết của xe này đang rất là mới và đều. Nếu như quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Chiếc xe này còn đang rất là mới và chúng tôi đang chào bán với giá là 369 triệu đồng thôi. Nếu như quý vị và các bạn qua địa chỉ chúng tôi để xem, chúng tôi có thể bớt giá cho quý vị và các bạn. Và sau đây là tôi sẽ quay chi tiết về cái phần động cơ cho quý vị và bạn cùng xem ạ. Đây là cái động cơ của chiếc xe này. Động cơ là Ford đã trang bị cho chiếc Escape là động cơ 2.3 lít và là động cơ xăng, đi cực tiết kiệm chứ không như đời trước đó là cái đời 3.0 thì đi là rất tốn nhiên liệu thôi. Và cái động cơ này chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là nó hơi bẩn một chút. Quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tuy nó hơi bẩn thôi nhưng mà chúng tôi cũng cam kết là động cơ này còn nguyên bản, chưa có ngập nước hay là chưa có làm lại máy móc gì cả đâu. Tất cả các ốc của động cơ này còn nguyên hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết là cái động cơ này là động cơ nguyên bản, không có đâm đụng hay là không ngập nước gì cả. Nếu như quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp và lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi up lên đây. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.